U19 Việt Nam vào World Cup nhưng không bằng lứa cùng Phượng. Thưa quý vị, U19 Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết giải U19 châu Á 2016 sau trận thua U19 Nhật Bản với tỷ số 0-3. Đêm 27 tháng 10 theo giờ Việt Nam, U19 Việt Nam đã gặp mặt đối thủ U19 Nhật Bản, đang là đội có nhiều thành tích và có khả năng sẽ đoạt cúp vô địch giải U19 châu Á. Đã thi đấu cật lực nhưng trước một đối thủ khá mạnh, U19 Việt Nam đã không tìm ra kẽ hở nào để ghi bàn vào lưới đối thủ. Trong khi đó, U19 Nhật Bản lại nghiên cứu khá kỹ về U19 Việt Nam trước trận đấu này. Trước khi trận đấu diễn ra, đội trưởng Daisuke Sakai của U19 Nhật Bản đã khẳng định rằng Nhật Bản không hề coi thường đối thủ Việt Nam mà có chút chủ quan nào. Toàn đội họ đang tập trung tinh thần cao nhất cho trận đấu sắp diễn ra. Daisuke Sakai cũng bộc lộ khao khát của toàn đội là quyết tâm đánh bại tiện U19 Việt Nam về nước. U19 Nhật Bản đã 6 lần lọt vào chung kết giải U19 châu Á, nhưng họ chưa từng vô địch. Năm nay họ quyết tâm cao độ để được tiến vào trận chung kết, giành được ngôi quán quân mùa giải. Dù ước vọng sẽ thắng được Nhật Bản vào chung kết và cao hơn nữa là chiếc cúp vô địch, nhưng thất bại trước U19 Nhật Bản trong trận bán kết thứ hai, U19 Việt Nam đành chấp nhận với 80 chương đồng vòng chung kết U19 châu Á năm 2016. Đây được coi là thất bại đúng với nhiều dự kiến trước đó. Sau nhiều trận thi đấu liên tiếp, đến khi U19 Nhật Bản, cả thể lực và tinh thần của các cầu thủ U19 Việt Nam đã bắt đầu đi xuống. So với những trận thi đấu trước cháy hết mình trên sân, tại tứ kết trong hai hiệp gặp Nhật, các chân sút áo đỏ có bước đá khá mệt mỏi. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng chia sẻ, với một đội bóng mạnh như Nhật Bản, bạn sẽ không thể giành chiến thắng nếu không chơi với 100% phong độ. Ngoài ra, bị dẫn trước quá sớm bởi một đối thủ cực kỳ nặng ký đã càng khiến các tuyển thủ của Việt Nam đánh mất tinh thần thi đấu cao mà chỉ tập trung vào lo giữ vững tỷ số để tránh bị thua đậm. Xét về phong độ, thể lực, kỹ thuật hay kinh nghiệm thi đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản, quả thực đội nhà thua kém đội bạn về mọi mặt. Trong suốt trận đấu, đặc biệt là hiệp 1, U19 Việt Nam không thể phối hợp, không thể cầm bóng, chứ chưa nói đến việc tiếp cận khung thành của thủ môn Riku để tung ra những cú dứt điểm. Trong 6 năm qua, U19 Nhật Bản đã 7 lần liên tiếp đánh bại U19 Việt Nam, vì vậy không có gì quá bất ngờ khi lần này U19 của nước bạn lại chiến thắng Việt Nam. Nhìn lại quá trình U19 Việt Nam từng gặp Nhật Bản, chỉ có duy nhất đứa công phượng là thi đấu không mệt mỏi, khiến các chân sút của ông cày Nhật Bản phải lao đao, thắng nhọc. Lứa công phượng thua sát nút 2-3 ở vòng bảng 0-1 ở trận chung kết trước đối thủ Nhật Bản và U19 Việt Nam khi ấy là đội cầm bóng trước. Tuy lần này thua Nhật Bản và không thi đấu tốt bằng lứa công phượng Nhật Bản, nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã nỗ lực hết mình. Kết quả này chỉ đáng tiếc chứ không đáng trách. Hơn nữa, U19 Việt Nam đã giành được vé vào U20 World Cup, các cầu thủ còn chặng đường xa hơn phải đi. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng chia sẻ, có rất nhiều điều phải cải thiện trong trận đấu hôm nay, nhưng chúng tôi cần phải có thời gian. Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là hướng về phía trước và vòng chung kết World Cup U20 vào năm tới. Việt Nam gây chấn động địa cầu bằng vé dự World Cup. U19 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đánh bại U19 Bahrain và giành quyền dự vòng chung kết World Cup U20 vào năm sau trên đất Hàn Quốc. Trước trận đấu này, giới truyền thông Bahrain đã nói rằng U19 Việt Nam thực tế cũng không mạnh, lối chơi cũng không có gì đặc sắc khi chỉ chăm chăm phòng ngự và điểm đáng khen nhất chỉ là tinh thần thi đấu quật cường. Họ nói có lẽ là không sai ở thời điểm đó, nhưng chưa đủ. Và thành sai nếu xem xong trận đấu này, U19 Việt Nam rõ ràng không chỉ biết mỗi phòng ngự. Bao nhiêu đời đội tuyển Việt Nam đến nay, chẳng có mấy lứa cầu thủ nào có được khả năng phòng ngự ấn tượng như lứa U19 Việt Nam này. Thế hệ vàng năm 1998 hay lứa giành cúp vàng AFF Cup 2008 đều có những siêu hậu vệ, nhưng lại không thể có được một hàng phòng ngự ấn tượng như lứa cầu thủ trẻ này.
Cả lứa 1998 lẫn 2008 chỉ mới là thử lửa ở khu vực Đông Nam Á, còn lứa U19 này đang đá ở giải vô địch châu Á, tầm cỡ và độ khó dĩ nhiên là khác hẳn nhau. Tất nhiên so sánh luôn có sự khập khiễng, nhưng như thế để nói rằng đúng là U19 Việt Nam đang thể hiện một khả năng phòng thủ quá tuyệt vời trên nền thể lực sung mãn. Thế nhưng cách chơi phòng ngự của lứa trẻ này không đơn giản chỉ là các hậu vệ, mà họ có sự hỗ trợ rất lớn từ hàng tiền vệ và từ cả một hệ thống luân chuyển rất linh hoạt, gắn kết, kỷ luật và bọc lót cho nhau cực tốt. Sự xuất sắc ấy đã được thể hiện qua việc chúng ta đã vô hiệu hóa hoàn toàn, làm câm lặng các chân sút của Bahrain, hàng tấn công mạnh thứ hai của vòng bảng vòng chung kết U19 châu Á này. Thế nhưng như đã khẳng định, với chiến thắng ở trận tứ kết này, U19 Việt Nam rõ ràng không chỉ biết phòng ngự. Càng chơi càng hay hơn, đó là những điều có thể cảm nhận thấy ở lứa cầu thủ trẻ này. Mỗi lúc họ lại cho thấy một sự tiến bộ rõ ràng. Và ở trận đấu này, bên cạnh việc làm tốt khâu phòng ngự, U19 Việt Nam còn cầm bóng tốt, chơi tự tin, di chuyển và phối hợp tấn công rất linh hoạt. Kỹ thuật của Dương Văn Hào, Minh Dĩ, Quang Hải hay là Trần Thành đã có cơ hội thể hiện ở trận đấu này khi họ phối hợp tốt với nhau, di chuyển và tìm được sự liên kết. Để rồi có những thời điểm U19 Việt Nam còn tạo được sức ép lớn lên hàng phòng ngự của U19 Bahrain và bàn thắng của Trần Thành là kết quả tất yếu. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội có được, chúng ta còn có thể có thêm bàn thắng, ví như cú sút sát góc A của Minh Dĩ trong hiệp 2. Tuy nhiên tỷ số 1-0 cùng một thế trận hoàn toàn chủ động và khiến đối thủ phải khâm phục đã đủ để nói lên tất cả. Với việc giành quyền vào bán kết vòng chung kết U19 châu Á 2016 và vé dự World Cup vào năm sau, giờ thì có lẽ chẳng ai còn nói U19 Việt Nam chỉ biết phòng ngự hay là chăm chăm phòng ngự nữa rồi. Cộng đồng mạng dậy sóng với chiến tích của U19 Việt Nam. Trên mạng xã hội, rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã chúc mừng việc U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup sau khi đánh bại U19 Bahrain. Trần Thành với bàn thắng quý như vàng ở phút thứ 72 của trận đấu đã mang về chiến thắng 1-0 cho U19 Việt Nam trước U19 Bahrain. Quan trọng hơn, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã lọt vào bán kết và sở hữu tấm vé dự World Cup U20 năm 2017 tại Hàn Quốc. Trên mạng xã hội Facebook, rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã chúc mừng chiến công này của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò. Tài khoản Ngọc Tin viết, chúc mừng đội tuyển U19 Việt Nam, các anh đã đem vinh quang về cho Việt Nam. Tài khoản Thúy Lê viết, cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép. Các em đã chiến đấu không khác gì những chiến binh. Chúc mừng các em và mong các em sẽ thi đấu thành công hơn nữa trong chặng đường sắp tới. U19 Việt Nam 2016 tự hào. Tài khoản Tiến EX thì viết, chúc mừng U19 Việt Nam đã làm nên lịch sử. Vui hơn nữa, cầu thủ ghi bàn quyết định là Trần Thành, cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ bóng đá Huế. Một năm tuyệt vời của thể thao Việt Nam. Tài khoản Phạm Văn Hưng thì viết, kỳ tích. Đánh bại U19 Bahrain với tỷ số 1-0, U19 Việt Nam vào bán kết giải U19 châu Á. Đặc biệt hơn, chúng ta đã có một vé cho World Cup U20. Xin chúc mừng các cầu thủ của chúng ta. Tài khoản Dương Trọng Hậu thì viết, lịch sử, Việt Nam lại được vinh danh, chúc mừng các anh. Tài khoản Nguyên Hạnh, hãy tạm thời quên đi những trận đấu của giải ngoại hạng Anh. Đây mới là lý do khiến fan bóng đá của Việt Nam không ngủ ngày hôm nay. Mặc dù bị chủ nhà Bahrain dùng mọi cách để làm khó dễ trước trận, kể cả thay đổi điều lệ giải, nhưng các chàng trai U19 của chúng ta đã vượt qua tất cả. Giấc mơ đã thành hiện thực, một suất chính thức tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tuyệt vời!
Thank you.